Trời ơi con quỷ. Chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của nhà Kiên Giang chuyên về dòng sale channel. Hãy nhà Kiên Giang tiếp tục lên list cho anh em mình coi giải trí tham khảo luôn. Clip của nhà Kiên Giang hôm nay sẽ làm chiếc xe cho anh Quy đến từ Bến Tre nha. Anh Quy đã ủng hộ em lần là lần thứ hai rồi. Lần trước thì gỡ cục máy, lần sau này đem nguyên một chiếc xe chứ thêm một cái cục máy nữa. Đó. Như là hôm nay em làm cục máy cho Quỳnh Thăng Cần Thơ nè. Đó. Chứ cái cục này của chú Hùng. Cục này của chú Hùng xin hẹn chú Hùng qua clip sau đi. Clip này là không kịp đâu. Tại clip này thường thường em làm một ngày chỉ có tối đa là 3 cục thôi nha. Thì một chiếc này hết một cục rồi. Thì cục đó của anh Quy là 2 cục rồi. Cục này của Quỳnh Thăng nó là 3 cục rồi. Thành ra em làm không có kịp, hẹn chú cục sau. Anh Quy có đến đây trực tiếp nha. Anh Quy ngại chút xíu nó đi rồi nhờ anh Quy cảm nhận giùm em cái. Quy nay lên rồi đem mồi màng rồi tới lúc nào đem dừa tùm lum hết trơn kìa. Đó. Đi đi hai chặng luôn nha. Chứ không phải đi nên đó. Anh em đi là phải đi một cặp cho em, mà đi cặp phải thêm thêm hai người nữa, thêm hai hệ ghiền nữa đi theo gì đó cho nó vui. Đó. Thì cái chiếc xe này anh Quy làm ở dưới cũng xong hết trơn rồi, chung xe 47 rồi. Thì lên đây em chỉ bảo dưỡng cái máy thôi. Cái chiếc xe này nãy nó cũng có lên ga chạy không được đó, thì em giải quyết xong rồi, cái đó nó không có gì. Thì bây giờ mở cái máy ra bảo dưỡng lại cái máy. Cái máy này không biết làm cái gì này, cái này chắc cũng bảo dưỡng luôn quá. Cục này là anh nói là mua là người ta bao zin không đây nè. Thì zin tới thời điểm này thì anh em mình mở ra zin thì em bảo dưỡng cho. Còn nếu mà mở ra mà nó có dính đồ lô hay là đồ Trung Quốc này kia thì mình thay về zin lại chứ không có gì. Thì cái xe này em nhìn sơn qua thì cốt tải có mòn nghe nè. Thì thời điểm này mười mấy năm cốt tải cũng có mòn là chuyện bình thường thôi, không có gì trơn á. Có mòn. Mòn khoảng 30% rồi. Đó. Cái cục máy này của Quỳnh Thăng Cần Thơ thì để khui ra coi. Máy này Quỳnh Thăng Cần Thơ thì có mở ra hết trơn rồi. Thì lên tới đây thì em kiểm tra làm đẹp chứ đổi nắp sơn này kia lại luôn. Lấy hết đồ cho ra coi đây. Coi trong cái thùng này có cái gì lấy giấy sắp ra. Máy này máy gớt rồi, máy có làm rồi nè. Máy này máy Quỳnh Thăng này có làm rồi. Không còn zin nữa. Anh thấy ba càng con này kia nó cũng có bố dán vớt hết trơn rồi nè. Cha anh em mà đi xài ba càng độ luôn ta, giữ nha. Đồ độ đôn này thì anh em dành cho mấy cái xe cài bừa thôi anh em ơi, chứ đừng có làm áp dụng xe zin nha. Xe zin mình chạy không có đạt đâu. Trời ơi con quỷ. Mày giỡn mày lấy mày hỏi nó chưa? Đúng, mày chưa hỏi nó, của nó mày giật của nó tha vô rồi, phải rồi. Sắp ra cây. Thì cục máy này Quỳnh Thăng có báo em trước là máy gã hết rồi. Thì cũng nhờ em kiểm tra làm máy lợi. Thì chút xíu nó coi cục máy này làm sao thì em sẽ điện cho Quỳnh Thăng nha. Hết nha. Để em gã sắp này hỏi gã chút nha. Để em gã sắp trước đường xong. Rồi, cục máy của Quỳnh Thăng thì mở hết trơn rồi. Đi cho anh em mình coi đồ luôn. Số làm sao đây? Số cốt tải có mòn nhẹ thôi. Không đáng kể. Coi dên sao? Dên nó xả thải qua đây luôn. Dây này có ép lại rồi. Dây này ép rồi. Chuông. Chuông thì bố mới vớt là phải chuông vớt vớt chuông rồi, nó đi theo băng lem á. Đây là cái số máy máy của Quỳnh Thăng nha. Lao số máy này cái. Quay lại đăng nhiều khi mình làm cái máy mình còn bảo hành cho anh em đó nghe nè. JC 4 đồng nha, 00 đầu, súng lon này là của Huawei nghe nè. Cái này có Huawei FI. Sắp ra sắp đồ rồi coi nhiên, sắp cái nọ ngồi theo nọ coi. Tùm lum hết trơn. Nhớ cái link code. Rồi cục máy này chung là gã sẵn này cũng nhanh lẹ rồi. Để cái máy này làm sao em điện cho chủ máy coi. Rồi quay cho anh em mình coi luôn, nếu gã hai cục này ra luôn.
Rồi, hai cục máy để mở xong hết trơn rồi. Cục này của anh Huy mua của anh ta cái máy ghim. Máy ghim mở bảo dưỡng là chảnh luôn. Máy này còn nước cốt nè. Nè nguyên cái mâm đồ đây nè. Máy ghim 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 nè. Chung cốt tải có mòn xe là chạy hơn 100.000 cây nè. À, cốt tải có mòn nhẹ thôi nha. Đó. Thì những cái máy ghim này đến với em lần đầu tiên lại bảo dưỡng cho. Không cần làm máy đâu. Còn cái cục này hồi nãy trên xe này cục này hết xíu quách rồi. Quá trời nhớt đen này. Nên em dòm này nó có đen cái này đi biết. Đó. Thứ gì chịu nổi không? Chạy nhiều mà không thay nhớt nè. Ra này 30 này 210 nè. C45. 30 210 này xài chung với Huawei mình đó anh em. Nhiều khi cái này nó còn sót lại của Neo. Neo mình Neo 210 á. 210 30. Còn hai đầu 20 là của Huawei. Và mở đây, mở chân nó đi. Này cái bụng này cũng cũng mới trẻ luôn nè, bụng này keo win còn nè. Thành ra những cái máy mà keo win còn là nó thành cái công chỉ gì đó. Làm trẻ lần đầu tiên đó. Khi anh em dán keo là nó không ra được công chỉ gì đâu nha. Chỉ này chỉ nhà máy ta sản xuất ra nó có gì đó. Ôi, hai cục này cũng có chủ chạy theo rồi, đi theo rồi cũng dễ rồi. Mở ra làm gì quay cho anh em mình coi. Rồi cái phần review đồ. Thì cái cục máy của anh Quy Bến Tre thì nó ủng hộ em hai cục đã đi theo rồi. Thì em review đồ mà cái cục máy này khách gửi đến cho em là không có lợi trực tiếp nè. Thì review chi cho anh em coi qua cái màn ảnh nhỏ nha, tặng mình biết em còn làm cái máy này vô cái gì và thay cái gì. Thì cái cục máy này là của Quỳnh Thăng ở Cần Thơ. Thì Quỳnh Thăng cục máy này làm lại là làm cái phương án là làm cái gói cày bừa anh em, làm đồ zin mình giữ, mình làm đồ zin lại chứ mình không có thay hết đó. Thì cái đây là cái số máy đặng em lưu lại, đặng em còn bảo hành nữa cho Quỳnh Thăng nữa. Đây JC45E nghe 0082587 đó. Đây là của Huawei FI. Thì trước khi máy em làm là tụi em đã vệ sinh sạch hết trơn rồi, vệ sinh sạch sẽ từng chi tiết nha, đó từng chi tiết làm từ bên trong làm ra, làm cái dên trước, cái dên thì giữ búa lại, thay tay Honda Thái Lan đó, tay zin ắc zin nha chứ không có xài đồ lô. Cái dên có nó nãy nó xài tay ấy rồi, dên này nãy tay lô rồi bỏ ra rồi. Tiếp tục thứ hai làm cái gì, làm cái lồng lồng dàn hơi em làm mà bộ hơi thì đây em trước khi làm cũng phải vệ sinh sạch sẽ rồi đó, như mới rồi xài là bạc cái tông Honda Thái Lan lại chứ không có xài đồ lô nghe nè. Rồi cái thứ ba là cái nồi làm cái gì. Nồi lực trước giờ em nhận Kiên Giang chỉ có một công thức một thôi là làm nồi là FCC đó, làm chuông FCC, bố FCC, ba càng bố lá gì cũng được FCC hết trơn. Chuông mới chứ không có xài mà bố dán bố vớt đó. Thì trong ba món quan trọng mình đã làm xài đồ tốt ngon lành rồi, tới còn cái quan trọng kế tiếp là vào đạn máy. Đạn máy thì trước khi là em làm đẹp em phải đóng ra trơn, ra làm bỏ hết trơn rồi nè đó. Đây là đạn máy, đây em sẽ xài lại và đạn máy thay hết và đạn xịn cho anh em lại đó. Rồi trong cái máy này thì trong cái gói làm cái này của em á là nó vừa có cái gói làm đẹp, làm sạch và luôn cả nắp sơn luôn nha. Cho anh em về mình vô xe bán, xe dọn này kia đó là cho nó đúng gòn, đúng gu luôn nha. Ra nó sạch từ trong, đẹp từ trong ra ngoài. Đó, như mới hết trơn vậy đó. Ra nó đúng cái gu luôn, về cho anh em bán xe là đúng bài luôn. Không cần phải đụng gì tới cái máy hết, anh em chỉ về việc dọn ra ngoài cho đẹp vô là xong. Đó. Thì máy móc đã bảo hành cho anh em 1 năm rồi, anh em khỏi lo vấn đề cục máy rồi đó, bạn yên tâm rồi đó. Bộ số bên trong thì giữ lại, thì thông thường những cái gói cày bừa là không có thay, em giữ bộ số lại đó, giữ bộ số nhưng mà phải thay cốt nhôm tải. Cốt nhôm tải thì xài cốt nhôm tải chính hãng Honda Thái Lan đó, với nó kết hợp thêm một cái mâm đồ của em nghe, nguyên một cái mâm bí kíp của em nhiều lắm nghe anh em. Thì cái mâm này em không thể quay công khai cho anh em mình coi được rồi. Thì cái mâm này thì anh em muốn coi muốn biết thì mình lại đây mình sẽ xé bịch mới biết được nha. Đó. Thì cái này Quỳnh Thăng không có đi theo thì sẽ nhờ anh em ở đây đại diện xé luôn.
đó, thì cái này trả thêm tiền công cho anh em thợ là được rồi, không có gì đó, không có gì đâu. Rồi cho mấy anh đệ này đứng đại diện xé này, cái mông này cũng mấy kilo á chứ không phải nhẹ đâu nghe anh em, ốc ác này kia tùm lum. Ở dưới cái phần làm đẹp thì nó có thêm cái dàn ốc nữa, ốc ở đây này em xài ốc xé bịch của Honda hết trơn nha, ốc xé bịch của Honda hết. Thì cái này nó nằm trong cái gói dịch vụ làm đẹp của em rồi, làm đẹp với đổi nắp sơn với là vệ sinh ba cái lốc mái nhà này với đầu bò này kia vậy nè, cho nó tắng bót vậy nè, về cho anh em mình bán xe là nó đẹp luôn nha, từng chi tiết như đồ mới vậy đó. Đôi cục máy làm cho Quỳnh Thăng như vậy đó, mấy cục máy của anh Huy Bến Tre thì tụi em mấy cái máy này thì làm cao cấp đó nghe anh em, thì làm cao cấp hơn cái máy của Quỳnh Thăng chút xíu là sao. Cái cục máy này tại là theo yêu cầu của chủ xe thì cái máy này là không có đồ, không có làm lại, thì cái đồ này bỏ hết trơn rồi, bỏ luôn cái dên nè, bỏ bộ nồi nè, bỏ bộ số nè, bỏ luôn cả đầu bò luôn anh em, bỏ luôn cả đầu bò luôn, bỏ luôn cả cái đầu bò thì có vỏ đầu, vỏ đầu mới nha. Đây là cái mã nằm đây nè, này theo yêu cầu của chú xe thì bỏ luôn cả cái lồng luôn, lồng mới, lồng của quay y, lồng bạc cái tông quay y. Đây trong mỗi cái chiếc xe của anh em mình á thì làm máy nó phụ thuộc vào cái bản vẽ của anh em đưa ra cho em, thì anh em muốn làm cái máy về zin hay là muốn cái máy đồ zin mình gia công mình làm lại cũng đều được, thì những mấy cái máy anh em đến với em á cài bừa dày cũ cũng vẫn được luôn. Thì trên thị trường không ai làm máy cho anh em hai ba cũ đâu, thật sự mà nói, tại vì em út á, là hỗ trợ tiếp cho những anh em mình tài chính khó khăn thôi, thì lại đến đây thì mình coi cái nào á, mình bảo dưỡng là được á, thì mình giữ lại cho anh em, thì cho anh em làm cái gói cày bừa đó là có. Chứ thật sự trên thị trường làm cái máy ít nhất cũng phải là 10 cũ nghe anh em, 10 cũ chứ lên nghe chứ không có dứt, tại vì chấp nhận đã mở cái máy ra thì người ta phải làm là tắt tần tật từ bên trong cây dên làm ra, bạc bích tông bộ số vàng bạc đạn máy gon phút ốc chi tiết nội mà đến cả cái vệ sinh cái máy thôi là anh em thấy đã tốn tiền rồi, chứ không phải nói mà chi mà đến cái chuyện vấn đề mà mua đồ làm đồ đông. Thì ra tụi em ở đây tụi em vệ sinh rất là chi tiết kỹ lắm, trắng từng chi tiết ra nó, cái máy của mình của anh em nó nhìn nó rất là cao cấp nha. Còn cái máy này của anh Quy ở Bến Tre là cái máy này anh chọn cái phương án là anh vô đồ hết luôn, chứ anh không có đồ cũ làm lại, chung là đồ cũ bỏ hết trơn ra một bên không có xài lại, kể cả những mấy cái nắp này nè mà tụi em cũng vẫn thay mới cho ảnh luôn nè, anh yêu cầu thay mới luôn nè, thấy chưa đó. Đây là bên cái nắp này là bên nắp nồi nè, em nắp đuôi cá nè, đây nè, những cái nắp này em cả kể cả có thay mới cho anh em mình luôn nha. Thì những mấy cái gối cài bừa cho anh em á thì nắp em không có thay mới, em chỉ nắp em chỉ sơn lại thôi, còn cái này là những cái gối là cao cấp hơn, thành ra em phải thay luôn cả nắp mới luôn cho anh em mình. Đây thì trong cái nắp mới này nó có luôn, người ta đã sơn sẵn hết trơn rồi thì đẹp từng chi tiết rồi, có cả người ta cho mình cái bật đạn mới vô đây luôn nè, đó đó là những nắp mới là nó có sẵn hết trơn rồi. Hay ra những cái mấy cục máy neo á mà em làm cái phương án cho anh em mà làm cái máy này gọi là làm gì gin, đó là mua đồ gin là hết, lắp hoàn thành cái máy lại đó, thì mình chỉ tận dụng trong cái máy mình là một số món thôi, ví dụ như là củ đề nè, vô lăng lửa nè, đó thì mấy cái máy đồ cũ nè mình tận dụng nè, hoặc là cò cam này kia nè, đó mình tận dụng lại cho anh em nè. Đó thì trong cái phương án mà làm cái máy gì ghim là nó vậy đó, còn anh em mà muốn bỏ luôn cả bộ lửa, bỏ luôn cả cò cam luôn, ốc ác này kia tất tật bỏ hết, thì cái phương án đó là mình sẽ mua luôn cả cái máy nghe nè, mua cái máy đồ đạc này kia em sang hết cho anh qua luôn, hoặc là anh em cũng thể mua đồ mới cũng được đó. Thì đồ mới thì mình khui hộp như thế này á, thì cái giá thành nội mà xét cái hộp xong là anh em đã biết mình đã tốn một khúc rồi. Đó là gì thì tùy theo cái mức cái gói mình đưa ra để mình thiết kế làm sao mà cho nó vừa với tài chính của mình đó. Thì cái máy này của anh Quy á là vấn đề tài chính nó không ảnh, không có vấn đề, không quan trọng tài chính, làm sao mà vô cái đồ gì có nhất ở trong cái tiệm mình ngon nhất là cứ đưa vô cái máy ảnh, thành ra trong cái tiệm bây giờ chỉ có những ngon nhất là chỉ đồ Quy và đồ Thái thôi, chứ đâu còn gì ngon nữa đâu. Thành ra cái đồ anh FI thì những cái bộ phận FI lửa bọn này kia em không cần phải thay, thì em giữ lại cái này thì nó cũng không có ấy đâu, cũng không có chết, cũng không có hư đâu, đó là vậy đó. Thì em nói xương qua hai cái công thức làm máy tại tiệm em đây vậy cho anh em mình nắm thôi, thì những anh em ở xa muốn biết cái gói làm thế nào thì điện em sẽ tư vấn cho anh em mình trước,
cho nó vừa nhất cái tài chính mình có thể. Giờ anh em muốn làm mấy triệu đó, thay vào được món gì và được món gì, anh sẽ tư vấn cho anh em mình trước khi anh em qua đây làm để cho nó dễ. Còn cái này có thằng của anh Huy á, thì ủng hộ em lần thứ hai rồi, lần thứ hai này ủng hộ em tới 2 cục máy lần đó. Một cục này là một cục trên chiếc xe SV của ảnh, còn cục ảnh xăng cơ anh em theo. Cục xăng cơ của ảnh là mấy anh đệ cũng đang soạn rồi nè, cũng bị gần xong luôn rồi nè. Bữa nay đang quay phim nên em trời mưa đó nè, không biết nói không biết có ồn quá không, trời cũng đang bão. Chắc em là 1 2 hôm em hẹn hết khách, chắc cũng hẹn nghỉ vài bữa cho qua bão mới làm lợi cho anh em. Tại vì mưa bão anh em đi đến em á, anh thấy cũng thật sự nó cũng thấy tội nghiệp anh em. Đường xá xa xôi có nhiều anh em đi đến em 300 400 cây số, mưa gió bận áo mưa này kia, mình đi mình thấy cũng thấy tội đi. Thì em sẽ làm hẹn khách bữa nay, chắc ngày mai cũng hết khách rồi. Em sẽ cho lính nghỉ 3 4 ngày, nghỉ hết bão làm lại nha. Cái bão này mưa gió quá, giờ đi bây giờ ngồi giỏng lóc ngóc hết trơn rồi. Thì cái cục thứ hai của anh Quy là cục xăng cơ. Cục xăng cơ này mở ra trúng chăng cái máy, anh mua chăng cái xe người ta bao zin. Thì cái máy bao zin đó là em bảo dưỡng nó luôn, em không có làm máy lại. Cái gói bảo dưỡng của em á là lúc trước giờ giá đã niêm yết nghe em, bảo dưỡng cho em nguyên cái máy kia thì là anh em là tốn 5 triệu nha. Thì em gỡ máy ra hết trơn, ra em thay bật đèn, nói chung là tất tần tật trong cái máy, mình thấy cái nào á mà coi không được là anh sẽ xử lý cho anh em mình, bảo dưỡng là mình giữ đồ zin cho anh em mình xài nữa, không cần phải sấy lồng, không cần phải lên cốt, không cần phải ép zin. Tại vì những mấy cái máy zin theo xe của anh em mình là những cái đồ zin này là đồ zin theo xe, là đồ cao cấp không à, thành ra anh em không cần phải làm máy lại, mình chỉ thay một số phụ kiện vô cái máy này thôi. Thì chứ không phải nói mà mở ra gửi nghe mình cũng phải thay với ba cái lặt vặt này kia một mâm đây nè, chứ không phải mà nói ít nghe nè đó, cái gì cũng vậy nó cũng phải có cái giá của nó hết trơn á. Rồi cho mấy anh đệ gáp hết trơn vô đi, là cho chủ xe cảm nhận giùm em cái coi, chủ xe ở Bến Tre ủng hộ em 2 lần rồi mà không cảm nhận là thấy cũng cũng kỳ quá. Bán đệ nãy giờ gấp cũng xong rồi, thì tới cái phần công đoạn lên máy test máy thử rồi tiễn cho chủ xe về thôi, không có gì. Thì cục máy của Quỳnh Thăng thì em cũng lên sườn test thử luôn. Thì anh em gỡ máy đến cho em á, ho là chùi lủi thiệt, nhưng mà em cũng phải test thử xong mới hạ xuống giao. Còn cái cục này của anh Quy Bánh Tre thì cũng xong rồi nè, nổ máy tạch 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 rồi đó. Thì ngon là này, 2 cục SP không đó nghe anh em thấy dòm cho em làm có một nết máy bọc ra đó nghe đó, thì cũng mới chát đó. Thì cái cục của anh Quy này là cục này làm cái phương án là thượng thừa đó nghe anh em, thay toàn là đồ dữ không đó nghe, đồ cao cấp không đó. Còn cái cục này thì đồ em làm lại chứ không có thay như cái cục kia đó. Còn cái cục này thì đồ em gia công em làm đồ lại, ép zin sấy lồng này kia lại, nhưng mà nắp bọng này kia em cũng đổi nắp sơn nè. Thì công suất này em sơn ở đây cũng giống như hãng đó, vì anh em cứ sơn cái ốp sơn với cái gấp nữa là nó trùng màu này nữa là đưa vô là đẹp à. Nói chung là sơn này bóng láng đẹp gì đó, đem vệ sinh ngoại hình này kia. Cái này không phải bán cát đâu nghe anh em, đừng có nghĩ bán cát mà bắt chước làm theo là hư hình hư hư bột hư đường nghe anh em. Cái gì cũng vậy, người ta cũng có cái công thức làm mà hết trơn á, chứ anh em thấy mình không biết mà đừng có bắt chước, là không biết mình điện hỏi rồi mình hãy làm theo đó là gì đó. Thì cho anh em nghe cái tiếng máy nổ của cái cục máy FP này trước đi. Cục này của Quỳnh Thăng ở ở khu vực Cần Thơ gửi cho em nghe đó, nổ cà tịch cà tịch cà tịch chứ anh em ơi.
máy nổ chắc lắm nè mày. Máy này không không có gì bạn đâu. Khi cái máy em về zin hoặc là đồ zin làm lại tiếng nổ giống như nhau. Nó phụ thuộc vào cái độ bền thôi. Ví dụ như cái đồ zin mình làm lại nè, mình chạy 5 10 năm. Còn cái đồ zin của người ta nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện khui ra thì người ta chạy mười mấy 20 năm anh em. Thì cái gì cũng vậy, mình nửa tiền, người ta thì mình chạy phân nửa cuộc đời thôi. Còn người ta xài đồ maximum là cái đồ nó cao cấp là phải cái tuổi thọ phải dài hơn. Nhưng mà phụ thuộc vào anh em xài nhớt có định kỳ không nữa. Chứ đưa mấy cái đồ mà cho anh em đồ cao cấp không, mình về chạy mà làm biến thay nhớt hoặc là thay nhớt Honda đi. Rồi đi một quốc xa xa đi, đem về rồi tháo cái máy ra lần nữa. Đó là gì? Thì cái mình phải xài đúng nhớt nữa. Thì cái máy này cũng chung là dặn của anh em thì về cứ nhớt bọng châm xong rồi cái gì cứ bắt lên là chạy thôi. Không cần giao đai, không cần gì hết. Nhưng cái máy này ở đây là mình đã kiểm tra canh cò này kia xong hết trơn rồi đó. Cái gì lên là đua thôi đó. Cái cục của anh Quy ở Bến Tre này thì cũng xong luôn rồi. Cục này cũng FI nữa. Nên anh em thấy không, nắp sơn với nắp mà tụi em sơn đổi á, thì nó cũng nắp mới thì nó cũng màu vọng màu sắc cũng như nhau anh em, nó không có khác lệ đâu. Tại em lấy cái nắp sơn này em đưa mẫu cho thợ sơn người ta sơn mà, nên nhìn lướt qua camera thì nhìn nó không có điểm gì khác đâu. Thì chỉ nhìn ở ngoài thực tế hai nắp so với nhau á, mình nhìn mình mới biết khác được. Nè đây lồng mới nè, lồng mới với lồng mà khi em vệ sinh lại á, thì nó cũng nha ná nhau à. Cái đầu bò này kia vậy nè, đầu bò mới luôn nè, anh em thấy chưa, đâu có khác gì cái đồ mà tụi em vệ sinh làm đẹp tại đâu. Khi mà những cục máy mà ra lò cho anh em sản phẩm như thế này thì không còn cái gì mà chơi được hết trơn á, em chỉ cần xuống lúa là lụm thôi, không có gì hết trơn đó. Để cho anh em nghe tiếng máy thì cũng giống như nhau à. Vì bạn nổ cái tiếng mà nó chắc cái này thì không còn gì phải phải bàn đi mày. Anh Quy thì còn cái cục xăng cơ nữa, lợi đến với em á, một chiếc FI và thêm một cục nữa để nó ủng hộ em cũng được hai lần rồi. Nói chung là cũng cảm ơn anh chị ở xa mà sáng đi đâu 1 2 giờ sáng cái gì nữa. Là đây là cái cục này, cục GT nè đó, em thấy sản phẩm mà ra lò như máy mới nha. Anh em phải bỏ tiền ra mình làm cái gì, mình vô cái gì, mình biết được cái động cơ bên trong mình làm cái gì. Nhiều khi những sản phẩm mà làm rồi anh em giờ mình lên qua hình khó mà biết lắm. Nói vậy đó, em coi một vòng trước khi em lên máy cái đó chát. Nắp này anh Nguyên đi nắp mới luôn anh em, phải nắp sơn nắp mới, hai nắp mới. Có cái đồ nồng này kia cũ anh em, này cũ này chứ không phải là đồ mới nha. Thì cái máy này cái máy zin mở ra bảo dưỡng thôi đó. Rồi cho mấy đệ lên thử tiếng máy nữa xong rồi tuyển cho anh chị về được đó. Tới cái máy của anh Quy thì cái máy cày bừa nè, không phải cày bừa, cái máy này cái máy GT nhưng mà bảo dưỡng nè. Em thấy cái máy khi tìm bảo dưỡng nè, Quy coi cái máy này bảo dưỡng gì được chưa anh Quy? Quá ngon quá. Phải ngồi nha. Chứ những mấy cái máy zin đến với em đâu cần làm máy đâu. Thật sự mà nói máy là máy đến với em là dạng mà nát xíu quách hay là dính đồ lô hay là dạng mà đồ mà anh em mà chê đó, mới gọi là làm máy thôi. Nè đến với em làm máy và cái máy này nè. Thứ cỡ này đem mới làm máy nè. Đó. Thấy chưa nè, dính đồ lô nè. Nè tay dinh lô nè. Bố lô nè, có ba càng lô nè, bích tông lô nè. Nè cái nắp thí gốm nè. Đó, mặt đạn bánh xe nè. Nè. Vậy đó mới 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 gọi là làm máy đó nè. Khách nè gửi lên tặng đồ điếu cho em luôn nè, nó chỉ Dạ, gọi là làm máy đó. Nhưng mà máy bảo dưỡng rồi cũng là ống im mà, chứ không phải bảo dưỡng mà vô kêu lỗng cổn nó thấy bà nghe rồi đó. Như xe điện chưa là chưa chạy cây số nào đó, vì anh chạy một lon nhớt thứ hai đi, nó giống như cái cục đợt trước anh làm gì đó. Mình chạy được mấy trăm cây này cục trước á, 300 200 mấy cái máy nó nhuyễn chưa, nó nhuyễn nhừ chưa, trời ơi, giờ hai lần nhớ vô chạy đã đã lắm
Thì cục này cũng y gan như cái cục trước anh vậy đó. Cái này mà mình thay cái áp thôi mà bữa nó kêu cách 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 thay bê tông. Ừ, áp bê tông bữa nó kêu tông. Mình bảo dưỡng lại làm mấy cái hoàng mà kêu lách cách ha, ra khói yếu này kia là mấy cái đó là dứt điểm hết trơn anh em. Em giải quyết cái hoàng ra. Nghe cái hơi là khác liền đúng không? Có mình em chỉ cần tốn cái gói bảo dưỡng của em là có mấy triệu thôi nghe anh em, chứ không có nhiều đâu nghe. Thì ra đâu cái máy anh em chở về nó như điên rồi. Thì nói chung là cũng cảm ơn anh chị ủng hộ em lần này lần thứ hai rồi. Còn lại đây còn đem mồi màng rồi đem ba cái cây giống cho anh trồng này, trồng để anh trồng thời gian sau rồi là xuống đây nào có trái là em thông báo là lại đây là phải hái trái nha. Cái này là cái giống gì đây, 18 tháng hả? Sao trái nhỏ không vậy? Hả? Cái loại nó mới lớn lấy ra. Nước nhiều lắm à. Kiếm trái nào ôm vậy nè cho người ta trồng. Không, cái loại này vị nó mới trái nó mới nhiều được. Còn đưa mấy cái trái bự nó đâu nó đâu có nhiều được, chứ dần vừa này vừa gốc bánh tre nè. Gốc này thì đưa vô hết sảy rồi. Rồi hạ máy tóc hành đi mấy để đang cho anh gì à. Nay mưa bão rồi anh em, để qua bão em lãnh còn một hai tài nữa là ngày mai nữa chắc qua bão mới làm nữa nghe, chứ bão khi anh em đi đến em cũng tội nghiệp tại ở xa quá. Vậy nào qua nắng đi anh em đến em làm. Em cũng còn làm hoài, em cũng chưa nghỉ hưu đâu, em có vài năm nữa mới nghỉ. Rồi tiễn cho anh chị về thành phố Bến Tre. Nãy ngày thành phố luôn không anh Huy? Chợ Lách ha, huyện Chợ Lách ha. À, Chợ Long ha. Đi xe này đi chung cũng phải cũng đỡ. Ô, tài xế rồi, kêu tài xế nhóm tới không? Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn mấy anh em hết. Dạ. Rồi cảm ơn mấy anh em. Rồi chúc cho anh chị về thân lộ bình an nha. Về tới dưới nhắn tin cho em hai cái được rồi. Dạ dạ dạ. Rồi anh chụp trước đi. À bữa nào có kết bạn với anh Bến Tre Chợ Lách nha, tao giới thiệu cho. Anh em ở khu vực Bến Tre muốn thử xe của anh Quy thì hú em cả nghe em cho cái số điện thoại nha. Rồi tiễn cho hai chồng anh chị về khu vực Bến Tre. Thì những anh em nào ở khu vực Bến Tre đó nhớ ủng hộ em nghe anh em. Thì nhà Kiên Giang làm hôm nay với mai nữa để cho qua bão hay làm nữa anh em ơi, để anh em ở xa lỡ đi thấy tội nghiệp quá. Những anh em đi xe lớn thì không sao, nhưng đi xe nhỏ bằng áo mưa này kia nó nguy hiểm lắm. Rồi nhà Kiên Giang hẹn ra nhiều clip kế tiếp nha anh em. Ba chào anh em nha. Video của Nhàn đến đây đã hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi. Nhớ cho Nhàn một like và một lượt đăng ký nhé. Hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp.